Đời con là những nốt nhạc thiêng, Chúa thêu dệt nên thành khúc ca tuyệt vời. Đời con là khúc hát tri ân, xin dâng một đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì Chúa đã rộng ban, phúc ân tràn lan tình mến thương vô vàn. Tạ ơn vì những nỗi oan khiêm, Chúa đã tôi luyện một niềm tin trung kiên. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Xin ngợi ca bao la tình thương Chúa, mãi muôn đời ca vang tình thương Chúa. Chọn niềm tin con phó trong tay Ngài, vì đời con tất cả là hồng ân. Đời con là những tháng ngày trôi, Chúa an bài cho thật biết bao lạ lùng. Đời con là tiếng hát không ngơi, ca khen muôn đời lời tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì những lúc bình an, Chúa thương tặng ban cuộc sống vui tràn hòa. Tạ ơn vì những lúc nguy nan, Chúa đã thương ban niềm cậy trong miên man. Xin tạ ơn, con xin tạ ơn Chúa, mãi muôn đời con xin tạ ơn Chúa.
Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Bình an trong nhà này và người mọi người trong nhà này. Amen. Anh chị em thân mến, chúng ta xuất sẵn dâng lời mừng lên Chúa Giêsu đấng đã sinh ra bởi Đức Thánh Nữ Maria và cùng chúng ta xin người nói chân đến ở trong nhà này và hiện diện chúc phúc cho nhà này. Xin người ở đây với anh chị em nuôi dưỡng tình bác ái và chia vui sẻ buồn với anh chị em. Còn anh chị em hãy trao lời dạy và dân lành của Chúa Kitô, hãy làm cho nhà này thành nơi trang chứa tình bác ái để từ đây hương thơm tốt lành của Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. Lạy Chúa, xin nói thương đang nghe lời các tôi tên Chúa là những người đang này, xin Chúa ban phép lành cho ngôi nhà này để khi ở trong nhà này họ cảm thấy Chúa là nơi nương tựa, khi đi xa nhà này họ vui mừng có Chúa là bạn đồng hành, và khi trở về nhà này họ được Chúa hiện diện luôn mãi cho đến ngày họ được hưởng hạnh phúc viên mãn trong nhà Cha nơi Chúa đã dặn thắng cho họ. Chúa là nơi ngầm tốt và hiển thị muôn đời. Con vâng trọng thầy Chúa. Chúa thương ban nên con chỉ là người quản lý thôi. Con sẽ là tôi tớ tin chung khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Con mãi là đầy tớ bất chung khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Chăm sóc từng giây và Chúa sai con vào đời để con nên bình an cho đời, để yêu mến muôn người mà thôi. Có gì mà không do Chúa, không do chính lương từ bi của trên đời. Vì Chúa sinh con vào đời bằng tình yêu không hề đổi rời, Ngài hằng thương chăm sóc từng giây và Chúa sai con.